Chào mọi người ha. Giờ cũng gần tối rồi, hôm nay là ngày ngày mấy? Hôm nay là ngày 25 rồi. Em không ship code nha. Ai mua thì chuyển khoản hoặc là chuyển tiền cho nhà xe giùm em. Em biết thì con máy là Komatsu G368 bạc, dòng này là dòng cao cấp của dòng 3 G368 AV nha. Máy thì đẹp, gọi là 368 bạc. Hàng này rất là ít có được, lam của nó là lam bạc to, lam Latin bạc to, lưỡi Latin rất là dày. Xích này thì rất là tốt, về dùng luôn hoặc là dùa thêm ha. 368 này của Nhật này, con bát xu á, 368 bạc. 368 là nó 36cc nha. Máy này nó nổ rất là uy lực, mọi người chỉnh cái gang ti rất là khỏe. Và cái nút này này dặn bằng tay được. Máy này thì dùng gia đình thì khỏi phải sợ cái vấn đề là bể tắt cả bằng gang, bể rồi thế này thế kia. Mình giật máy đầu tiên mình kéo cái ra ha. Mình kéo ra. Nói chung con này nó mạnh, nó giống như động cơ phản lực. Cái con G405, 400, 401 nó không có cửa đâu nha mọi người. Con này là đời VIP của cái hàng 3. Như 361, 365 thì con này là 368 rồi, nó sẽ đỉnh hơn 365 rồi nha. Nhưng mà mấy bạc này thì ít khi về lắm nha. Tại vì hàng nó chất lượng cao. Nhưng mà em không có vệ sinh như bên trong hết á, về đổ xăng nổ luôn rồi nha, về đổ xăng là nổ luôn rồi. G3 thì mọi người biết là 365, 361 người ta bán trên 3 triệu không, 3 triệu trở lên rồi. Nhưng em bán cái giá chấp nhận được. Giá con này là 2.8 triệu nha. 2.8 triệu ha. Lam của nó 45, là 45, nghĩa là chiều dài chắc nó còn 40. Lam là 45 ha. Xích rất là dày. Là 45. Là mê tinh ha. Một cái đắt tiền. Con này rất là hoàn hảo. Rất đẹp. Nói chung độ bền thì con này dùng 10 năm nữa thì cũng không thành vấn đề nó. Không hư. Chỉ qua mình biết bảo dưỡng hay không thôi. Ha. Công suất 36cc ha. 2.8 triệu nha. Cái video này em giới thiệu cái con này luôn. Một cây Austin, một cây Austin của Mỹ. 015 AV. Máy này dọn rồi, nhưng mà bán giá kiểu là chưa dọn. Con này nó có bảo hành nha. Con G có bảo hành 3 tháng. Còn con này thì bán giá kiểu chưa dọn, nghĩa là về thực sự á, bán cho nhanh nó rẻ tiền á mọi người.
Con này thì em dọn rồi, rồi dùng cũng mà. Ở tin này ở tin Mỹ nha, nó bóng loáng rất là đẹp, hơn 1 năm mới về. Cái này là giá của nó là 1,3 triệu nha, làm của nó làm 38, làm nó làm 38 nha, xích nó còn dày nha, cầm thì về vũ thêm. Ok ha. Rồi, chào mọi người nha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Và nhớ like và đăng ký kênh giúp em ha.